Vâng, thì cái hiện tượng mà dê mới đẻ ra thường có cái hiện tượng là tiêu chảy phân trắng nha, tiêu chảy phân trắng, phân xanh hoặc là phân trắng là đều như vậy. Hoặc là trong trường hợp này là có thể là do cái viêm ruột hoại tử, do vậy mà cái tiến triển của bệnh rất là nhanh. Cho nên để mà khống chế được cái bệnh này thì như phần mà bệnh viêm ruột hoại tử tôi đã nêu, đối với dê mẹ cần phải là tiêm cái vaccine viêm ruột hoại tử trước khi mà sinh khoảng độ 2 tuần. Đồng thời là khi mà dê con được sinh ra cần phải được giữ ấm bằng các cái đèn hồng ngoại hoặc là bằng các cái chuồng úm, và chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo, đặc biệt là phải cho dê con bú sữa đầu. Bú sữa đầu, tôi nhắc lại phải cho dê con bú sữa đầu, và dùng cái kháng sinh để điều trị dự phòng. Thì cái kháng sinh để điều trị dự phòng đây là dùng Amox 50 hoặc là có thể dùng Ampicoli hoặc là Amoxicillin để cho dê con uống, thì nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng là viêm ruột tiêu chảy như anh mô tả. Thế còn đối với dê mà bị mắc bệnh như vậy thì anh phải dùng như thế này, anh dùng Amoxicillin hoặc là Gentamox, anh tiêm cho dê ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thế còn cái thuốc uống thì là anh dùng Amox 50 hoặc là dùng Ampicoli, anh cho dê uống ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng vitamin A, D, E cùng với Multivit anh nhỏ cho dê ngày 2 lần. Đồng thời dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine tiêm cho dê ngày một lần. Và với cái phác đồ trên điều trị liên tục từ 3 đến 5 ngày. Và tôi nhắc lại là trong trường hợp này nếu mà điều trị không tích cực thì cái tiến triển của bệnh rất là nhanh và cái tỷ lệ chết rất là cao.